Hà Tĩnh, sự thật phía sau gương sáng vì cộng đồng của Trần Quyết Thắng ở gian qua. Một số tờ báo, trang mạng xã hội có nhiều bài viết ca ngợi Trần Quyết Thắng, Hương Sơn, Hà Tĩnh chuyên làm việc tốt vì cộng đồng. Thế nhưng, Trần Quyết Thắng là một phần tử câu kết chặt chẽ với tổ chức phản động Voice, tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Tổ chức phản động Voice, tổ chức Voice, Vietnam Sovereignty Initiative for Conscious Empowerment, còn gọi là sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại, là tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Tổ chức này manh nha hoạt động từ năm 1997 do Trịnh Hội, một kẻ có nhiều hành vi chống phá Việt Nam, đứng đầu, đến năm 2007. Và chính thức được thành lập như một tổ chức phi chính phủ với sự tham gia của Hoàng Tứ Duy, Việt Tân là thành viên bí mật nhiệm kỳ 2009-2010 cùng với các đối tượng trong nước như Trịnh Hữu Long, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn. Theo tuyên bố, mục tiêu hoạt động của Voice là thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam phát triển, vận động các chính sách và nhân quyền, giúp tái định cư những người Việt tị nạn. Tuy nhiên, bản chất chính của tổ chức này là chống phá chính quyền Việt Nam, truyền bá tư tưởng về xã hội dân sự, kích động người dân chống đối chính quyền. Một trong những hoạt động được tổ chức Voice thực hiện thường xuyên là cung cấp các học bổng về xã hội dân sự. Thực chất, đây là lớp huấn luyện đào tạo, trang bị các kiến thức đấu tranh chống đối và tập trung lực lượng. Học bổng xã hội dân sự Voice được các đối tượng gieo rao. Sứ mệnh của khóa đào tạo này là giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể trở thành nhà hoạt động xã hội dân sự chuyên nghiệp. Đi liền với đó là những học viên tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo sẽ được Voice cử sang các tổ chức quốc tế ở các quốc gia Đông Nam Á, Đông Á, châu Âu, Úc và Mỹ để thực tập trong vòng 36 tháng sau đó. Vậy nhưng, đằng sau những lời tuyên bố đầy tốt đẹp lại là những hoạt động chống đối nguy hiểm. Trong khóa đào tạo của mình, Voice truyền bá những cách nhìn nhận sai lệch về tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam, hình thành tư tưởng chống đối chính quyền cho học viên. Sau đó, Voice tiến hành tập huấn, trang bị, huấn luyện cho học viên các nội dung về đấu tranh bất bạo động đối với chính quyền, đặc biệt là việc sử dụng chiêu bài tự do, nhân quyền để tiến hành chống phá. Ngoài ra, Voice còn tổ chức cho học viên tiếp xúc với các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị để học hỏi phương thức hoạt động, thậm chí là cả cách ứng phó với cơ quan chức năng. Các sản phẩm sau đào tạo được tung về nước, trở thành hạt nhân tập trung lực lượng tiến hành chống phá chính quyền. Trần Quyết Thắng là, tại Hà Tĩnh, tổ chức Voice đã móc nối thông qua đối tượng Trần Quyết Thắng, SN1985, quê quán thị trấn Phú Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm 2015, đối tượng Nguyễn Văn Hóa, quê huyện Kỳ Anh, hiện đã bị bắt giam tại Quảng Nam, giới thiệu cho Nguyễn Anh Tuấn Voice Đà Nẵng đưa Trần Quyết Thắng sang Philippines đào tạo 6 tháng. Đến tháng 3 năm 2016, Thắng về nước hoạt động, lợi dụng sự cố môi trường biển. Trần Quyết Thắng đã móc nối với một số đối tượng phản động nhóm NOUSC Hà Nội như Mai Văn Dũng, Mai Phương Thảo, Nguyễn Lân Thắng liên kết với một số linh mục tiến hành kích động, biểu tình gây rối nhiều lần tại công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hương Nghiệp Formosa, công ty Formosa. Trần Quyết Thắng có quan hệ với Nguyễn Văn Hóa và các đối tượng này thường xuyên kích động biểu tình, trực tiếp quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn người dân sau sự cố môi trường biển, lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Đặc biệt, vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, Hóa trực tiếp tham gia cùng một số người dân tụ tập biểu tình tại khu vực cổng chính công ty Formosa, sử dụng thiết bị live cam quay và đăng tải trực tiếp lên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp hô hào, kích động người dân theo sự chỉ đạo của một số đối tượng cực đoan nhằm gây mất an ninh trật tự, đập phá tài sản của công ty Formosa, lập nhiều tài khoản Gmail để chia sẻ, gửi hình ảnh, bài viết về các vấn đề nóng đang xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình cho các cá nhân thuộc các tổ chức phản động. Bên cạnh đó, trên Facebook cá nhân Trần Quyết Thắng thể hiện sự cổ suý cho các vi phạm của các đối tượng trong vụ án tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Ngoài ra, Thắng còn cổ suý các hoạt động biểu tình của giới trẻ Hồng Kông, đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt tại huyện Thạch Hà vào tháng 10 năm 2020. Thời gian gần đây, Trần Quyết Thắng kêu gọi và thực hiện dự án phục hồi xe đạp cũ với tên G4K. Dự án nhằm tập hợp các loại xe đạp cũ bỏ đi để sơn sửa lại tặng học sinh nghèo các trường miền núi. Dự án thu hút được rất nhiều cơ quan, tổ chức ủng hộ vật chất cho Thắng. Theo thông báo, quỹ của Thắng đã thu hơn 200 triệu đồng và hàng trăm chiếc xe đạp cũ từ khắp cả nước. Đặc biệt, một số tờ báo, trang mạng xã hội đã có nhiều bài viết về Trần Quyết Thắng chuyên làm việc tốt vì cộng đồng như các bài Ăn mày vì cộng đồng, Thắng, khủng, ông chủ khách sạn chuyên hồi sinh xe đạp cũ, chàng trai hồi sinh xe cũ thành xe mới để tặng cho học sinh nghèo. Đây là dự án do Thắng đề xuất và hiện nay tổ chức Voice rất quan tâm đến dự án này. Một số đối tượng chống đối cũng đã ngửi mùi,
cổ suý cho các hoạt động dự án mang tính chất xã hội dân sự do đối tượng này tiến hành. Cẩn trọng dưới chiêu trò xã hội dân sự thời gian vừa qua, xã hội dân sự được sử dụng như một chiêu bài để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Các đối tượng núp bóng xã hội dân sự để thành lập các tổ chức chính trị đối lập, tiến tới đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, từng bước kích động chống phá, bất tuân dân sự, bất bạo động. Dưới vỏ bọc xã hội dân sự, các đối tượng tiến hành tập hợp lực lượng truyền bá, rao giảng các thông tin sai lệch, từ đó hình thành nên các tổ chức chính trị đối lập với chính quyền. Với Việt Nam, cái đích cuối cùng hướng đến của các đối tượng này là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hình thành xã hội đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hướng lái, chuyển hóa chế độ. Các tổ chức xã hội dân sự, các đối tượng tạo sức ép cho chính quyền, can thiệp vào công việc nội bộ đất nước. Không khó để nhận thấy thời gian vừa qua, với chiêu bài xã hội dân sự, các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã câu móc với nhau, xây dựng các hội, nhóm chống đối, lợi dụng các sự kiện nóng, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến vấn đề khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường, dân tộc, tôn giáo, các đối tượng tụ tập, hình thành nên các tổ chức mang tính tự phát. Những cái tên như hội dân oan, hội tù nhân lương tâm được các đối tượng sử dụng để tiến hành tập trung lực lượng. Thông qua hoạt động của các hội nhóm này, các đối tượng đòi hỏi nhà nước phải bảo đảm cho chúng một thứ tự do vô giới hạn. Cùng với đó, các hội nhóm trong nước tiến hành móc nối với các tổ chức phản động, chống đối bên ngoài và các thế lực thù địch với Việt Nam để tiến hành hoạt động gây sức ép nhằm can thiệp vào công việc nội bộ đất nước ta. Cán bộ, nhân dân và các cơ quan, đơn vị cần cảnh giác với các dự án của tổ chức phản động Voice và các thành viên đã được kết nạp tổ chức.